sờ, chú ý tí học cách sờ nhé. Đấy, để xem sao. Cắt móng tay đi nha. Phạt. Đây nhìn các bạn phải cắt hết đây này. Không tức mấy. Đấy việc gì? Thập thất chi hoa. Thập thất chi hoa. Khi thầy theo y chắc cái bấm móng tay này cái theo thầy lâu nhất, tất nhiên là trừ ví đây nha. Thế nào trầm khe khó? À, tất nhiên cái này nó kỹ thuật cao, có vùng bát liêu gì nó kỹ thuật cao rồi.